Dạ một à. Dạ một à. Dạ kính bạch sư à. Dạ một à. Con cũng là một Phật tử, pháp danh con là Bụ Chính á. Dạ một à. Thì hôm nay con cũng có được cái cơ duyên. Con cũng theo dõi sư ở trên mạng cũng lâu lắm rồi nhưng mà không có dịp qua Sa Đéc này để tìm sư. Dạ một à. Hôm nay con cũng có cái đủ cái duyên đó, lành để qua đây gặp sư. Thì trước thì con cũng muốn đảnh lễ mà sức khỏe sư ha. Dạ mời bạn. Dạ, sức khỏe hả sư? Dạ. Thì sau thì con cũng muốn hỏi xin sư cho con một số cái câu chuyện về của hôm nay sư có nghe ở trên mạng về một nhân vật tên là bé Ven gì đó không sư? Bé Ven đó con, Dạ. thì cách đây 2 ngày Dạ. nó có lại đây, nó gặp sư đây Dạ. nè. Nhưng mà cái buổi gặp gỡ đó Dạ, nó một Phật. cũng cái kết nó cũng không không được vui, Dạ, một Phật. là do gì? Trong cái lúc này mà tiếp xúc đó con, Dạ, một Phật. nó có một vài cái điều Dạ, một Phật. mà cần phải có những cái chuyển động như vậy Dạ, một Phật. để cho nó nổi rõ. Dạ, một Thành Phật. ra rốt cuộc thì cái cuối cùng nghe thì cái cuộc gặp gỡ nó không được vui lắm, Dạ, một nó Phật. vậy thôi. Dạ. Còn về cái vấn đề ven đó con, Dạ, một Phật. thì theo như cái nhận xét của sư đó Dạ, một Phật. thì là vậy, Dạ. cái cô bé này Một Phật. có chồng Dạ, một Phật. và có con, Dạ. và hiện không có ở với chồng, Dạ, một Phật. và con thì được gửi lên chùa Dạ. chứ cô này cũng không có nuôi. Dạ, một Phật. Cái này là sư biết là do chính từ miệng của cô Ven này nói cho sư nghe Dạ, một Phật. đó. Thì cái cơ bản hình thành một con người này Dạ, một Phật. nha là một người phụ nữ vậy đó, Dạ. khó khăn này kia, chồng học biết chết thôi, con cũng lỡ dở. Dạ, một Phật. Một cuộc đời phụ nữ lớn lên có chồng có con mà gãy đổ, Dạ, một Phật. thành thử ra họ lọt vô trong cái biển khổ rồi Dạ, một Phật. đó. Thành thử ra cái tâm lý những con người đó luôn luôn đau khổ, Dạ, một Phật. nghèo nữa đi bán vé số nữa Dạ, một đó Phật. đó, rồi sống như vậy. Rồi cái tâm lý ha, Dạ, một nó Phật. tác động điều này điều kia điều nọ, trở thành quan tưởng. Dạ, một Nhờ Phật. ban đầu thì ít, Dạ. ban đầu thì ít, Dạ. nhưng người ta dòm ngó thì lại càng tăng. Dạ, một Phật. Nhất là các con á, không có biết Dạ. vô tình hay là gì đó sư không biết, Dạ. các con cứ tăng trưởng cái khùng cho người ta hoài. Dạ, một Phật. Các con gỡ ra các con không chịu gỡ mà các con lại thêm vô cho người ta khùng thêm. Dạ, một Là vậy nè, người ta nói người ta đang nhập thánh, nói tầm bậy tầm bạ đó, Dạ, một Phật. các con hùa theo công nhận đây là thánh thần nhập thiệt rồi đó nè. Dạ, một Phật. Rồi cái đó rồi chú người ta làm tiếp tục đó Dạ, một Phật. đó. Mà mỗi khi nhập thánh vậy cái thôi thấy các con ơi, thôi người nào người nấy mặt mày tao nói cung kính chắp tay xá tới về. Dạ, một Phật. Từ cái chỗ đó làm cho con người đó họ sống ở trong hoàn toàn giả tạo. Giả tạo hết đó, một Phật. Chúng ta đưa họ vô đó con, Dạ. thí dụ nha, bây giờ Dạ. con Ven nè, Dạ, một Phật. nó đang ở nhà ha, Dạ. có ai lại đem quà đem bánh luôn luôn, Dạ. ai lại gặp này kia đều xá nó hết, Dạ. làm như nó là một vị sư đắc đạo vậy. Dạ, một Phật. Trời ơi, người Tội ta nghiệp tu ở lắm. trong chùa, người ta tu chính gốc đó, người Dạ. ta tu rạ đàng hoàng đó, trí huệ đó, mà cả chục năm chưa được như nó. Dạ, một Một đứa Phật. con gái này mới là bước lên nói ta đây được thánh thần nhập Dạ, là một đã Phật. được sự cung phụng cúng dường vậy rồi. Các con ơi, các Phật tử là vô lý lắm nha, Dạ, một Phật. các phải biết cái điều đó là vô lý lắm á. Dạ. Cái cúng dường của bên Phật pháp đó các con, cái Dạ, ý một nói Phật. là vậy nè, tôi cúng dường cho ngài Dạ, một Phật. cúng dường tịnh tài tịnh vật cho ngài để ngài làm phương tiện mà tu cho thành Phật. Dạ, một Phật. Đúng rồi sư. Dạ. Cái ý người ta cúng dường cho ngài Dạ. là người ta giúp phương tiện cho ngài, người ta Dạ. giúp cuộc sống cho ngài để ngài tu cho thành Phật. Dạ, một Phật. Bởi vậy các thầy đó con, khi ăn cơm á, ăn cơm ngõ đó, Dạ.
chén cơm để nè, chú nè, để nè, niệm đầu tiên dạ ta nhất định phải tu thành Phật để dạ, mô Phật đáng hưởng chén cơm này nè. Dạ nó quan trọng tới vậy luôn đó. Dạ à, con thấy nó dạ nó khó khăn lắm. Dạ. Tu nó khó lắm chứ không phải đơn dạ. giản. Còn cái này ông nội ơi chưa có thọ giới. Dạ cha ơi, người ta vô tu đó con. Dạ vô nè, con phải học đạo 3 năm nha. Dạ mô Phật. Con vô sa di 3 năm nữa, dạ, 6 năm nha, con mới lên được tỳ kheo. Dạ tối thiểu con phải có tu 6 năm con mới được đắp đắp y điền y. Dạ hồi sa di chưa có được phép lấy tiền ta. Dạ mô Phật. Anh lên tỳ kheo đại đức, anh thọ đại giới rồi, anh được phát phước điền y rồi đó. Dạ, thì mới được phép nhận cúng dường. Dạ tu trời ơi sanh tử lửa vậy đó mới được phép cúng dường nè. Dạ còn con không có tu ngày nào hết trơn nè. Dạ. À, dạ nói với ta đi, nhập tánh nhập thần, nói bậy nói bạ. Dạ. Ai tin tin. Dạ không tin thôi. Dạ con thấy cũng nghi vấn á sư. Dạ mô Phật. 10 người họ cần một người tin thôi là họ dạ. làm giàu rồi. Dạ à, nói vậy đó. Dạ không về chữ ta thập thanh khè khè nói tầm bậy tầm ba. Dạ, dài ba thiền ngữ, dài ba Phật ngôn. Dạ. À, chút đỉnh hỏng đầy la mít nữa. Dạ đã thành thánh rồi. Dạ con thấy cái điều đó cho nên hôm nay con mới qua đây để con muốn thỉnh sư cho con một cái lời cũng như là không có được. Chúng ta đừng đi sâu. Dạ. Chúng ta thấy cái phớt phớt phía ngoài rồi chúng ta thấy ra không phải thánh đâu. Dạ con muốn nhập thánh. Dạ. Con phải là một trinh nữ á. Dạ muốn nhập quả thánh. Ừ, đâu phải giỡn đâu. Cái thân không, con dạ, phải trong sạch cũng như một đóa hoa sen vậy đó. Dạ nó thì mô mới Phật. Có những cái vị cao sang người ta hạ à, người dạ, ta giữa Phật. Trời thất thanh tôn ơi, cái mình mẩy đó nói xin lỗi à. Dạ, đối với Phật. Sư nó cũng là ô uế rồi á, chứ đừng nói về cỡ trên. Dạ mô nhập Phật. Nhập thánh nhập nhập cái dạ. gì nhập cái gì nhập quả thánh đâu phải đơn giản đâu phải không sư. Trời ơi, nó mà giỡn đâu con dạ, ơi, trời ơi. Đây nè, trong các tu sĩ luôn. Dạ, mô Phật. Đừng nói các người bình thường mà. Dạ. Con chỉ dùm sư đi. Dạ, mô Phật. Con chỉ dùm sư đi, người nào nhập thánh. Tất cả các tu sĩ ở Việt Nam. Dạ, các ông bà bự nhất, bự gì bự, ông nào nhập thánh đâu. Không có, mà cái cô này mới đây nhập thánh nè, các ông ra ông dòm thử ra, sư nói đúng sao. Dạ đúng, mô Phật. Tụi mình tu kiểu vậy đó. Dạ. Kiếm nửa con ma là mạng thôi. Dạ, mà còn không có. Còn dạ. ở đây trời ơi, đâu có một con nhảy vô. Dạ mô Phật. Tôi nói thiệt với các huynh đệ ha, tụi mình mà tu á ha, mà có được một người bạn con ma thôi là tụi mình tỷ phú hết trơn rồi, đúng không các huynh đệ? Dạ mô Phật. Đúng không con? Dạ đúng. Các thầy nè, còn chưa có kiếm được nè, đừng đó, con nhỏ này mà ở đâu ra dính vô mày. Dạ mô Phật. Trời ơi, người ta tu, người ta hiểu hết lý đạo nè. Dạ mô Phật. Con biết cái gì? Trời dạ, ơi, con nhỏ này, trời ơi, sư mới hỏi con chút xíu là nó không biết đường nói là nó khóc rồi. Dạ, nó khóc đặng nó xù á, dạ. nó không trả lời á. Dạ. Sư hỏi đạo một hai cái nhỏ thôi, nó không biết. Dạ mô Phật. Nó nói mấy cái chữ mà à, hành thức tưởng đồ này kia tầm bậy bạ mà nó sắp còn lộn đó. Dạ. Cái chữ này trước à, dạ, ví dụ à, dạ, cái câu bà. Này trước cái câu nghe tao thì, mà nó còn không biết đó mà dạ, thằng đánh vậy thì con nghe cái câu nói đó quen, nó nói thường lắm béo ven á, thì cho nên hôm nay con mới đó có đó. Cái sự thắc mắc con mới qua không đây con tìm nữa. Để mà con gặp sư để sư chia sẻ phân tích cho cô chú anh chị trên cộng đồng người ta biết ta hiểu về cái vấn đề đó. Nó không phải tỉnh đâu các con ơi. Dạ còn cái mà đưa lên thần thánh các con coi chừng nha. Mấy dạ. cái đứa mà muốn lợi dụng. Dạ mô Phật. Muốn lợi dụng tài vật, muốn lợi dụng cái mê tín người ta đó, làm chơi chơi vậy mà hiện giờ con nhỏ đó cũng có cả chục triệu của người ta cho rồi. Dạ đó, mô con Phật. Thấy bởi cái đồng tiền các con cúng dường đó thì chính cái đồng tiền đó các con giết nó đó. Dạ, mô Phật. Và chính đồng tiền đó các con bung cái mê tín à. Dạ. Các con gia tín mà các con nuôi. Dạ. Tức là các con nuôi mê tín á. Dạ mô Phật. Không có nên. Dạ. Không phải là thầy và bác cái chuyện đó, bác này kia con ven nó cũng nghèo. Dạ mô Phật. Nó cũng khó khăn. Dạ, bây giờ vậy sư có cái đề nghị vậy nè. Dạ mô Phật. Cho nó sáng nha. Con... Dạ. Các bạn ở đâu nữa ha, các mạnh thường quân. Mạnh thường quân. Nếu chúng ta có đủ lực, chúng ta giúp nó đi. Dạ mô Phật. Giúp bằng cách
người khó khăn khổ sở ta giúp, chứ quý vị đừng có nói là giúp cho ông thần ông thánh. Nếu mà quý vị nói à, tôi giúp cho ông thần ông thánh, quý vị mê tín à, ngu à. Dạ, giúp mô đâu Phật. kiểu giúp ngu. Còn quý vị cho nó à, con khó khăn quá khổ quá ha, này kia chứ, ông cho con 1-20 triệu, 5-70 triệu này kia, để cho nó có tiền, nó khỏe khoắn, nó tỉnh lại liền. Dạ, mô Phật. Nó tỉnh lại liền ha. Dạ. Còn cứ mà mấy cái đứa YouTube mà cứ đem con nhỏ này vô mà quay mà đưa lên cho coi riết, chính các con là hại nó đó. Đưa chính cho, các con hại nó đó. Đưa nó cho càng bên. Đưa lên nó càng thấy ngộ. Dạ, ra đường Phật. Ai cũng áo con nhỏ này, trời là chết, chết dạ. liền. Nó lọt vô danh rồi. Dạ mô Phật. Nó lọt vô danh rồi. Dạ mô Phật. Và các con không tu, các con không có biết. Dạ mô Phật. Nó không có cần tiền nữa. Dạ. Mà ra đường ai cũng chửi ông nhỏ này lên đi. Đó nổi bao nhiêu đó là nó khùng thêm. Dạ. Các con đừng có ngu. Dạ, đưa lên dạy hại em nó tội nghiệp. Dạ mô Phật. Sư thương của bé lắm. Chứ dạ. Sư không có ghét dơ gì nó chứ. Dạ mô Phật. Nó với chưa có ảnh hưởng gì đâu mà ghét dơ. Dạ, nhưng cái sai trái của nó không phải là của nó đâu nghe. Của dạ. các con đó. Dạ mô Phật. Của các con đó. Thí dụ con bé này nó khùng. Nó nói bậy, có sớm đã biết hả? Có cái làng đó biết hả? Tụi bay xách máy, tụi bay quay, tụi bay thêm mắm, thêm muối, tầm bậy, tầm bạ vô, tụi bay đưa lên cho người ta coi. Hết clip này tới clip kia, hết clip kia tới clip nọ. Chính các con truyền bá mê tín đó nha. Dạ, mô Phật. Quay chừng nha. Mình phải là người chịu trách nhiệm hả sư? À, nếu dạ, mà truy tố là chính các con là người truyền bá mê tín đó. Con dám chắc con nhỏ này nhập thánh thiệt không mà mày gì trời mà quay mày đưa lên. Dạ, đúng rồi. Con thấy nghi vấn lắm cho nên hôm nay con mới qua cô gặp sư nè. Mấy cái đứa này nó dính vô luật pháp hết rồi mà nó không có biết, biết không? Dạ. Mấy cái đứa quay nè nó dính hết trơn rồi. Nó không có biết. Dạ mô Phật. Tại vì nó không nặng lắm, người ta không có rớ nó, con biết không? Dạ mô Phật. Mẹ nó thọc sâu luôn, nó chết đó. Dạ. Nó không có biết. Dạ. Đừng có thèm làm vậy. Các dạ, con thí dụ ha, muốn làm. Có những cái người, cũng có nhiều người cũng nói láp láp tham tham vậy. Dạ. Ông à, ông ăn mày này nói pháp, ông bán khoai kia nói thiên cơ. Dạ. Chuyện đó được hết trơn á. Dạ mô Phật. Chuyện chơi chơi mà. Cá nhân ông đó à, ông nói vậy ai nghe nghe ông nghe thôi. Dạ mô Còn Phật. Cái này là đem lên nè, máy tính nè, bung lên nè. Dạ mô Phật. Thần thánh nhập vô nhập ra nha. Dạ. Ha, còn mấy ông kia bất quá người ta là tu sĩ. Dạ. Người ta thông tuệ. Dạ, người ta hiểu biết, người ta nói đạo giảng đời. Dạ mô Phật. Còn cái này là ma quỷ á. Dạ ma quỷ, mô Phật. Con cái này là ma quỷ á. Dạ mô Phật. Làm cái gì mà nhập ra nhập vô. Dạ. Cái gì kỳ á. Dạ. Sư tu xưa nay sư chưa có biết cái chuyện nhập ra nhập vô. Yeah. Mà con nhập ra nhập vô nhập kiểu làm sao? Dạ. Yeah. Sư hỏi nó trả lời không được, nó khóc. Yeah. Thấy cũng ngộ hả sư? Nó có biết cái gì đâu mà nó trả lời. Thì yeah. bằng cách khóc và trừ. Yeah. Đúng chưa? Dạ. Yeah. Này, tức là bây giờ sư kết lại một cái. Con bé này. Dạ, yeah, bộ Phật. Nó bệnh. Vậy thôi. Dạ. Yeah. Nhưng cái bệnh nó nặng nhẹ là các con á. Dạ mô Phật. Vậy là... nặng nhẹ là do các con tiếp xúc đó. Dạ, chứ Phật. Nó không có uống thuốc uống men vậy chứ. Các con mà tới ha xá nó chừng nào nó khùng dữ chừng nấy. Dạ. Các con cúng dường nó chừng nào nó điên dữ chừng nấy. Dạ. Tôi nói cho các con nghe đó. Dạ, như vậy là theo ý sư là nếu mà mình càng tăng bốc về bé Ven gì là cái vọng tưởng của Ven nó càng cao càng lên. Càng cao. Dạ. Nó đưa lên, dạ. nó nung lên, nó đưa lên, các con không có hiểu thiền. Dạ. Không có biết. Dạ, mô cái Phật. Người nhặt thêm đó. Dạ, mô Phật. Nó ngồi nó làm tầm bậy bạ ha. Nó lấy 2-3 cục gạch, cục đá nhỏ chiếu á, nhưng ta lọt vô tưởng rồi, biết không? Dạ. Nó nói cái mô cục Phật. Đá nó cũng như cái núi vậy đó, chứ dạ, không phải cục Phật. Đá nhỏ nữa. Ờ nó chất đường nó sắp lên 2-3 cục đá mà nó ngồi nó sắp cả mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Dạ, mô Phật. Nó lọt vô đó. Rồi dạ, cái người ta ngoài đó, người ta ngoài ta thấy kỳ quá người ta dòm. À thí dụ vậy. Là nó nói người ta khen. Dạ, mô nó Phật. Càng làm còn dữ nữa. Nó vậy đó. Dạ, trời ơi Phật. Mày con không có biết đâu, nó lọt vô trong cái tưởng một cái rồi nó khiếp lắm. Dạ. Con con thì cũng biết sơ sơ về cái vọng tưởng đó một chút sư. Ừ. Cho nên là con thấy nó cũng rất là nguy hiểm. Ừ, nguy hiểm lắm. Dạ. Nhưng mà theo như con theo bạch tư sư thì con cho con hỏi như bây giờ như là theo như sư thấy là Ven là không có là cái sự vật gì gọi là lạ thường của một cái vị
cao nhân hay là một coi cái như là cái ý bình thường các con hỏi là cái đó là có thần thánh nhập thiệt dạ, hay là không? Dạ mô Phật đúng rồi, sư hiểu với con rồi đó. Không có cái thần thánh nào mà nhập hết chứ. Dạ mô Phật. Bây giờ vậy. Dạ. Chúng ta đi tới chỗ đó còn có mục đích. Mày lại mua nước hay mày làm cái giống gì? Dạ. Ông thần thánh đó ông nhập xuống đó không phải có cái mục đích. Ông cứu làm gì? Dạ. Ông cứu đời. Cứu đời, cứu thế. Hay là ông thành mắt. Ha, mà ông nhập xuống đây ông tự trên trời nói ông thánh ha, ông nhập xuống đây mà ông ngồi ông cứ nói ba lát không là đám đách vậy giống như là một con điên. Thì như thế là ông thánh nào? Ông thánh dốc. Chứ thực sự có ông thánh xuống, ông thánh phải nói chuyện đàng hoàng. Ông dạ, thánh phải có phép tắc. Ông thánh không có phép tắc cũng nói câu nào độc đáo câu nấy để cho thế gian ta học. Dạ. Ông thánh gì mà nói hai ba câu chữ chặt tên chặt xuống lộn tới lộn luôn. Dạ. Nói chút cái khóc. Dạ. Nói chút cái tập bay tập bá. Dạ. Một đứa bé bị thần kinh. Làng thánh vậy chứ. Dạ mô Phật thì theo như ý sư là sư có nghĩ là ven nó do nhiễm về những cái phim tàu hay phim kiếm hiệp nhiều quá mà dẫn đến không sư? Nhiều lắm à. Dạ. Ừ. Các con giờ cũng vậy nữa chứ đừng nói. Dạ. Bây giờ các con nằm chim bao luôn luôn thấy cái bà Hoa Âm vậy đó, cái hình ảnh đó nó nằm trong não mình rồi. Dạ, à trật cái đó không phải bà Hoa Âm thấy chưa? Dạ. Không hả? Không phải. Dạ. Bị tưởng hết. Dạ, rọt tưởng hết. Dạ. Mà những người ha yêu cái tinh thần yếu, cái nhân điện yếu, cái lực định yếu dễ lọt lắm. Dạ. Bởi vậy con thấy rằng ta nói đó, yếu bóng vía dễ bị mà nhát. Dạ. May nặng bóng vía mỏng mà nào dám nhát. Dạ. Tại sao nặng bóng vía cái tâm người ta vững. Dạ mô Phật. Nó các cái sắc thinh nó không làm đảo được não người ta. Dạ, mô. Còn nếu mà con mấy đứa nhát á. Dạ. Cái tâm động cái cây nó nhảy qua cái nó dòm nó thấy làm như cái tai. Dạ mô Phật. Trên đám mây nó dòm cái nó thấy cái mặt ông này ông kia chảnh á. À, nó dòm cái bụi cây chính. Dạ, con cũng thấy cái điều đó ha. Dạ, nhưng mà mình thấy thường, còn họ thấy trong cái sợ và mê. Dạ mô Phật. Nó nhiều đó đó. Dạ. À, các thường sư luận liền ra vật chất, luận liền ra bên vật lý. Dạ mô Phật. Ừ, các thiền sư thường tụ vậy. Dạ, đưa Phật. Ra là đưa qua vật lý liền. Dạ, không Phật. Có đưa qua bên mê. Không có đưa qua bên mà không có chứng minh. Dạ mô Phật. Không có chứng minh không nói. Dạ. Có chứng minh vật lý mới nói. Dạ mô Phật. Tức là tu của thiền của chúng tôi là thực tế. Không có ma quỷ, không có bùa phép. Dạ mô Phật. Vậy đó. Thành thử ra đối với sư. Dạ. Mà đứa nào mà nó nhập thánh nhập thần tới dư sư là nó tới số rồi. Dạ. Nó tới số rồi. Dạ. Sư làm liền ha. Sư không dạ. Có bừa vậy chân. Dạ. Sư la sư nẹt liền. Dạ, mô để Phật. Cho bỏ. Dạ mô Phật. Còn con bỏ được kệ con. Dạ. Dư sư làm vậy, sư nói vậy để thức tỉnh tất cả các Phật tử. Đây Phật. Cái trường hợp nó vậy các Phật tử nghe sư nói rồi các Phật tử tin. Tin không tin thôi. Tùy các Phật tử. Dạ, chứ con sư làm được gì? Dạ. Bằng cái trách nhiệm của sư thì sư phải nói như vậy. Dạ. Bằng trách không nhiệm. Nói không được. Dạ không nói không được đúng không rồi nói sư. Không được. Dạ để các người ta đi theo con đường sai nữa. Nói. Dạ mô Phật. Tại vì các thầy người ta có một cái nè thôi ai tu sao tu kệ người ta, mình đã tu rồi thì không hơn thua làm gì. À, dạ mô không Phật. Không này kia làm gì nói vậy trật rồi. Nói vậy trật rồi. Dạ, các thầy tu là các thầy giúp đời chứ không phải các thầy bị đời nó bị gạt mà các thầy biết đời bị gạt các thầy ngồi dòm coi mô Phật sư nói vậy á các ông biết là nó gạt mà các ông không nói. Dạ. Không nói bởi vậy các ông sợ Phật tử chê sư thầy sao mà còn chen vô chuyện đời. À, ông đi tu rồi ra thân ông rồi sao còn chen vô chuyện đời. Ơi sư thầy tu mà sao còn sân quá vậy. Dạ, sân mô cái Phật. Gì trời ơi cái sân nó khác còn cái nói cái diễn đạt cái gương mặt cái cử chỉ nó khác. Dạ mô Phật. Ừ, chứ đâu phải là nói vậy là sân
có nhiều Phật tử không có biết. Dạ, có nhiều người ta nói còn nhỏ chiếu mới hai mấy ba chục tuổi mà phê phán các sư, trời ơi nghe nó giống của nó.